Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với series top 5 của đội trường bóng đá. Ở những số trước, bọn mình đã làm top 5 về các cầu thủ Việt Nam, như top 5 cầu thủ có mái tóc đẹp nhất hay top 5 các cầu thủ đắt giá nhất hiện tại. Tuy nhiên, hôm nay bọn mình sẽ gửi tới các bạn một top 5 cực kỳ khác. Đây là những cái tên rất lạ và cũng rất quen với người hâm mộ bóng đá Việt Nam mà không phải ai cũng biết. Đó chính là top 5 cầu thủ Việt Kiều thi đấu thành công ở châu Âu. Philip Nguyễn sinh ngày 20 tháng 1 năm 1992. Anh sở hữu chiều cao lên tới 1m91. Bố anh là người Việt Nam, quê gốc ở Hải Phòng. Đã sang định cư tại Cộng hòa Séc từ lâu và mẹ anh là người Séc nên Philip Nguyễn chỉ có duy nhất một quốc tịch Cộng hòa Séc. Hiện tại, Philip Nguyễn đang là thủ môn số 1 của Liberec Slovan, câu lạc bộ đang đứng vị trí thứ 8 tại giải đấu cao nhất của Cộng hòa Séc. Ngay từ khi 19 tuổi, Philip Nguyễn đã sớm được tiếp xúc với bóng đá. Anh bắt đầu chơi bóng tại học viện của ABC Vranić Praha, đó là một đội bóng nhỏ gần gia đình Philip sinh sống. Năm 17 tuổi, cơ duyên đến với Philip khi anh lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên Sparta Praha, vốn là đội bóng mà Philip Nguyễn vô cùng yêu thích. Đây cũng chính là cột mốc quan trọng đánh dấu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của anh ở câu lạc bộ giàu truyền thống nhất Cộng hòa Séc. Đến năm 2015, Philip Nguyễn lúc đó mới chỉ 22 tuổi, quyết định rời đội bóng trong mơ của mình để tìm kiếm cơ hội được ra sân nhiều hơn. Sau khi rời Sparta Praha, Philip Nguyễn chuyển đến chơi bóng cho Žilina Nový Vinohrad, đội bóng ở đẳng cấp thấp hơn Sparta khá nhiều, trước khi tiếp tục chuyển sang chơi cho Vlasin SC chỉ một năm sau đó. Đây có thể nói là khoảng thời gian biến động nhất trong sự nghiệp của Philip Nguyễn. Sau hai mùa giải thi đấu cho Vlasin FC, Philip Nguyễn đầu quân cho Liberec Slovan và cũng chính là nơi mà tên tuổi của anh bắt đầu được người ta nhắc đến nhiều nhất. Thế nhưng, ít ai biết rằng, vào năm 2016, trước khi gia nhập Liberec Slovan, Philip Nguyễn đã từng có thời gian trở về Việt Nam thử việc trong màu áo của câu lạc bộ Thanh Hóa. Với việc được đào tạo bài bản từ nhỏ ở một nền bóng đá phát triển, hơn nữa, người thầy từng dẫn dắt Philip Nguyễn lúc trước cũng chính là thầy cũ của thủ môn lừng danh Petr Cech. Khả năng chuyên môn của thủ thành 29 tuổi là điều không cần phải bàn cãi. Chỉ tiếc là, mặc dù đã rất nỗ lực, thậm chí phải nhờ đến nhiều mối quan hệ khác nhau, nhưng câu lạc bộ Thanh Hóa vẫn không có đủ thời gian để xin quốc tịch Việt Nam cho Philip Nguyễn và đành để cầu thủ tiềm năng của mình ra đi. Ai cũng biết rằng, áp lực thành tích ở V-League là rất khủng khiếp. Bản thân câu lạc bộ Thanh Hóa khi đó cũng đang trong cuộc đua vô địch. Việc chờ đợi một thủ thành tuy rất triển vọng nhưng chưa từng được thử lửa một phút nào tại sân chơi khốc liệt nhất V-League có thể dẫn tới sự sụp đổ của cả một mùa giải. Tuy nhiên, cánh cửa này khép lại thì cũng chính là lúc cánh cửa khác được mở ra. Trở về Séc thi đấu cho Liberec Slovan, tài năng của Philip Nguyễn đã góp phần giúp đội bóng này vươn lên đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng và không loại trừ khả năng giành một suất tham dự Europa League ở mùa giải năm sau. Màn trình diễn ấn tượng của Philip Nguyễn đã nhận được nhiều sự quan tâm của cổ động viên Cộng hòa Séc. Thậm chí, một người hâm mộ còn để lại bình luận trên tờ eFootball kêu gọi huấn luyện viên đội nhà triệu tập Philip Nguyễn lên đội tuyển quốc gia. Không chỉ màn trình diễn trên sân Slavia, mà vì tài năng của anh ấy nói chung, tôi sẽ không ngần ngại đưa anh ấy vào đội tuyển quốc gia. Ở mùa giải 2019, anh được bầu chọn là thủ môn xuất sắc nhất ở giải vô địch quốc gia Cộng hòa Séc và được triệu tập lên đội tuyển quốc gia nước này vào một năm sau đó. Tuy nhiên, tiếc nuối lớn nhất của Philip Nguyễn trong 2 năm qua là chưa thể hoàn thành ước nguyện nhập tịch Việt Nam, nên khi có cơ hội lên tuyển Séc, anh đã nắm bắt cơ hội này. Dù vậy, chàng thủ môn Việt Kiều vẫn bày tỏ khát khao nhập tịch Việt Nam và thi đấu cho đội tuyển Việt Nam vào một ngày nào đó. Johan Caballé. Johan Caballé sinh ngày 14 tháng 1 năm 1986, là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Pháp gốc Việt. Hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Al Nassr ở vị trí tiền vệ trung tâm tại giải vô địch Liên đoàn Vịnh Ả Rập UAE và đội tuyển quốc gia Pháp. Vốn sinh ra trong một gia đình có truyền thống gắn liền với bóng đá, bố anh là Didier Caballé đã từng chơi ở các đội bóng nghiệp dư như Gym Marseille, ADJMT, TFC. Ông cũng là người đưa Johan Caballé gốc Việt đến học tập tại trung tâm Lille. Còn em trai của anh là Jeffrey Caballé đang chơi ở đội nghiệp dư Irish Cup de Gop. Johan Caballé sở hữu chiều cao 1m75. Tài năng của anh ban đầu được đào tạo bởi trung tâm câu lạc bộ Lille của các giải bóng đá Pháp từ năm 13 tuổi.
Đến năm 2003, Johan lên 17 tuổi và trở thành cầu thủ chuyên nghiệp cho Lin. Anh thể hiện rất tốt trong những vai trò mà cầu thủ đảm nhiệm. Bởi vậy nên, Johan thường xuyên được tham gia vào đội tuyển bóng đá trẻ của Pháp. Tại giải U19 châu Âu, tiền vệ trẻ tuổi đăng quang cùng Les Blues và giữ vai trò tiền vệ chính cho Lin. Huấn luyện viên Alex Ferguson đã từng nhìn thấu được tài năng của Johan Caballé khi còn dẫn dắt Manchester United. Chàng trai này hội tụ nhiều điểm mạnh tích cực và là hình mẫu của bất cứ câu lạc bộ nào cũng mong được sở hữu. Bắt đầu bước sang tuổi 22, Johan Caballé gốc Việt luôn được các đội bóng lớn săn đón. Năm 2008, cả Lazio và Arsenal đồng loạt ngỏ ý chiêu mộ chàng trai gốc Việt này về với đội. Những chuyên gia của câu lạc bộ AS Roma đã nhận xét tài năng của Johan có thể đảm nhận tốt vai trò của Alberto Aquilani sau khi tiền vệ này chuyển tới Liverpool vào mùa giải 2009-2010. Năm 2010 diễn ra cuộc chuyển nhượng vào mùa hè. Lúc này, cả Porros và Paris Saint-Germain đều ngỏ ý muốn mua lại Johan Caballé. Trong hợp đồng chuyển nhượng trị giá 4,5 triệu bảng, Johan Caballé chính thức chuyển đến câu lạc bộ Newcastle vào năm 2011. Anh gắn bó 2 năm rưỡi tại câu lạc bộ này. Đến tháng 1 năm 2014, Johan quay lại Pháp và đầu quân cho Paris Saint-Germain. Đến ngày 10 tháng 7 năm 2015, anh trở lại giải đấu ngoại hạng Anh trong màu áo của Crystal Palace. Mức phí để anh tham gia câu lạc bộ này là 15,4 triệu đô. Tại giải đấu lớn nhất châu Á Asian Cup 2019, khi đang khoác áo câu lạc bộ Al Nassr của UAE, tiền vệ này đã đến sân theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Jordan. Ở trận đấu này, đội bóng quê hương của anh là đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng trước Jordan ở loạt luân lưu đầy cân não sau khi hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Jason Pendle. Jason Pendle có tên đầy đủ là Jason Quang Vinh Pendle, sinh ngày 9 tháng 2 năm 1997, là một cầu thủ bóng đá người Pháp gốc Việt, chơi ở vị trí hậu vệ cho câu lạc bộ New York Red Bulls ở giải MLS của Mỹ. Anh có bố là người Pháp, mẹ là người Việt. Jason Pendle được đưa lên một bộ Sochaux khi mới 19 tuổi. Cầu thủ sinh năm 1997 này cũng từng có mặt ở U18 Pháp. Ở mùa giải 2018-2019, Jason Pendle đã rời nhà nghề Mỹ MLS. Thay vì tiếp tục tìm kiếm cơ hội khoác áo thi đấu 21 trận với tổng cộng 1.703 phút cho New York Red Bulls, trong đó có 18 lần góp mặt ở đội hình xuất phát. Điều đó đủ để nói lên chất lượng của hậu vệ này. Theo Transfermarkt đánh giá, Jason đang có giá lên tới 800.000 euro, khoảng 22,5 tỷ đồng. Mới đây, Jason Quang Vinh Pendle cũng đã bày tỏ anh sẵn sàng khoác áo đội tuyển Việt Nam nếu như có lời đề nghị. Dù cho biết sẵn sàng trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam. Patrick Lejean. Patrick Lejean sinh ngày 8 tháng 9 năm 1992, là cầu thủ gốc Việt. Hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Bohemia Praha 1905 ở vị trí thủ môn tại giải vô địch quốc gia Séc. Patrick Lejean sinh ra tại Slovakia, có bố là người Việt Nam, mẹ là người Slovakia. Khi 16 tuổi, Patrick Lejean cùng anh trai Elmi Lejean từng được bố đưa về Việt Nam thử việc, nhưng lại không phù hợp nên đã quay lại Slovakia. Patrick Lejean sau đó tiến triển rất tốt, thi đấu ấn tượng tại Slovakia, được gọi lên tuyển U21 và U23 quốc gia này. Năm 2016, Patrick Lejean khi ấy 24 tuổi, anh đã sang Cộng hòa Séc để đầu quân cho đội hạng nhất Vlasim SC. Đến năm 2020, anh có thêm bước tiến mới khi gia nhập giải vô địch quốc gia Séc, đầu quân cho câu lạc bộ Bohemia Praha 1905 và hiện là thủ thành số 1 của đội bóng hạng trung này. Patrick Lejean được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá lên tới 350.000 euro, cao hơn so với Đặng Văn Lâm. Thủ môn Đặng Văn Lâm sau khi được câu lạc bộ Cerro Osaka mua lại đã tăng giá trị chuyển nhượng từ 200.000 euro lên 300.000 euro. Alexander Đặng. Alexander Đặng sinh ngày 12 tháng 2 năm 1990,
Bố là người Việt Nam và mẹ là người Na Uy, tên thường gọi ở nhà là Trường. Anh chơi ở vị trí tiền đạo của câu lạc bộ Nestotra IL ở dài hạng nhất của Na Uy. Khi còn là cầu thủ trẻ, Alexander Đặng từng thi đấu cho câu lạc bộ Hoping IL từ năm 2013. Ngoài đội bóng này, anh còn thi đấu ở những đội bóng khác ở dạy hàng dưới của Na Uy như Vladimir IL, Lysekloser IL, Sotra SK, trước khi được biết đến trong màu áo câu lạc bộ Nestotra. Trong thời gian khoác áo cho Nestotra từ năm 2016 đến 2019, anh ghi được 38 bàn sau 61 trận cho đội bóng ở giải hạng nhất Na Uy. Ở mùa giải 2018, Nestotra giành vị trí thứ 6 và thất bại ở loạt trận playoff thăng hạng lên chơi ở giải cao nhất của Na Uy. Năm 2019, Alexander Đặng bất ngờ chuyển đến thi đấu cho câu lạc bộ FK Zerf, cũng thi đấu tại giải hạng nhất Na Uy. Tuy nhiên, trong quãng thời gian thi đấu cho đội bóng này, anh không giữ được phong độ khi như còn thi đấu cho Nestotra. Đến mùa giải 2020, anh bị đẩy xuống đội Egersunds IK đang thi đấu ở giải A3 Na Uy dưới dạng cho mượn. Đây cũng chính là một trong những lý do khiến huấn luyện viên Park Hang-seo phải từ chối khéo về cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam của anh. Vừa rồi là 5 cầu thủ Việt Kiều thi đấu thành công nhất ở châu Âu. Các bạn ấn tượng với cầu thủ nào nhất ạ? Hãy comment cho chúng tôi biết nhé. Các bạn cũng đừng quên nhấn like, subscribe và bấm chuông để nhận thông báo mỗi khi video của chúng tôi lên sóng nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.